chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là hai chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất của Xiaomi ở thời điểm hiện tại. Ở bên tay trái của mình đấy chính là chiếc Black Shark 3, còn bên tay phải của mình đấy chính là chiếc Xiaomi Mi 10 Pro. Hôm nay thì mình sẽ có bài speed test hai sản phẩm này với nhau để xem là cái sản phẩm nào nó sẽ có tốc độ load tốt hơn nhé. Mình xin nhắc lại là chỉ test tốc độ load mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là test game thì admin Khải với mình sẽ có những bài test game riêng về hai cái sản phẩm này sau. Đó, và trước khi vào bài test thì mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn. Đó là cả hai chiếc máy này của chúng ta sẽ đều phải để ở chế độ đấy, không có bất kỳ ứng dụng chạy ngầm nào cả, và máy bay đều để phía góc trên này nhé, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ khởi động hai máy thôi. Các bạn đoán xem là sản phẩm nào sẽ khởi động lên trước. Và mình cũng nói luôn đấy là cả hai sản phẩm này thì đều có phiên bản RAM 8 bộ như trong 256 cả, nghĩa là RAM ROM chip là như nhau. Chip thì cũng đều là chip Snapdragon 865 mà thôi. Đấy, nhưng mà Black Shark thì nó là chạy JoyUI. Còn Mi 10 Pro thì nó là chạy MIUI. Đấy. Đó. Rồi. Mi 10 Pro đã khởi động lên trước rồi. Rất nhanh. Mi 10 Pro thực sự là một trong những sản phẩm khởi động lên rất nhanh. Nhưng sau thì Black Shark 3 cũng đã khởi động lên rồi. À, rồi khởi động vào thì chúng ta phải sử dụng mật khẩu. Đây, các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ game ứng dụng của chúng ta đấy. Và cả hai máy làm sao vẫn không có bất kỳ ứng dụng chạy ngầm nào cả. Và đều đang để chế độ máy bay. Đây, các bạn nhìn này. Cái Mi 10 này nhá, nó bị cập kênh này. Vì camera nó lồi và nó đặt lệch. Nhưng con này này, nó cũng lồi nhưng mà nó lồi cân về hai bên nên là nó không bị làm sao cả. Đấy, mình thích cái cách thiết kế của Black Shark hơn. Nhưng mà cái viền này thì các bạn thấy là viền của cái con Mi 10 này nó mỏng hơn Mi 10 Pro. Cứ mi nhầm Mi 10 thôi, nhưng mà Mi 10, Mi 10 Pro thì hiệu năng cũng giống nhau thôi mà. Rồi, chúng ta sẽ đến với ứng dụng đầu tiên xem cho vui nhá. AnTuTu Benchmark. Rất là đồng đều luôn. Thực sự là rất là đồng đều và điểm số cũng vậy này. Các bạn có thể thấy là điểm số là khá là tương đồng với nhau. Cũng là 181, cũng là 221 với 212 cũng xem như vậy thôi. Đấy, nhưng mà xem cho vui thôi mà. Chúng ta sẽ đến với Zombie Tsunami. Cũng rất là đồng đều, thực sự là như vậy. Nghĩa là với mắt bình thường ấy thì chúng ta cũng khó có thể để nhìn ra được. Các bạn tua chậm lại các bạn có thể nhìn thấy được sao nào vào trước. Đấy. Nghĩa là nó lệch tích tắc thôi đấy, gần như là đồng đều như nhau ấy, mình có một cái cảm giác là như vậy. Có thể tỷ số các bạn nhìn thấy trên hình là có sự chênh lệch đấy, nhưng mà bản chất vấn đề đấy là khi mà vào lốt như này này. Đấy. Đây thì bây giờ bắt đầu thấy sự chênh lệch này. Thì con Mi 10 Pro với game này là nó vào trước này. Đấy. Chứ còn ba cái tựa game trước này thì gần như là rất là đồng đều. Temperance 2 nào xem có sự khác biệt gì không. Temperance 2 thì con này vào trước một tích tắc, một tí tí. Con Mi 10 Pro. Đây, chúng ta sẽ để ý chữ bắt đầu chúng ta thấy này. Này, nhìn này, đấy, thấy không? Đấy, nhìn lại mới phát hiện ra được. Chứ còn, ví dụ như chỉ với một lần mai không tập trung thì là cũng khó phát hiện rồi đấy. Traffic Rider này. Các bạn đoán xem. Đấy, rất đồng đều luôn. Nghĩa là hai cái sản phẩm này nó được tối ưu là gần như là như nhau. Đấy. Các bạn thấy không? Vào là gần như là như nhau luôn ý. Rất khó có thể phân biệt được là sản phẩm nào vào trước. Đấy. Mặc dù là cùng là Xiaomi nhá, nhưng mà hệ điều hành là khác nhau đấy nhá các bạn nhá. Một bên là JoyUI, còn một bên là MIUI đấy nhá, chứ không phải là tối ưu hóa giống hệt nhau đâu nhá. Chứ MIUI nó đã khác. Đó, đến cái này thì các bạn thấy rồi đấy. Nghĩa là với những tựa game nào mà nó mang tính chất là nặng hơn thì là cái con này, con Mi 10 Pro này nó load nhanh hơn. Đấy, cũng là cái mình cần phải đi đến. Thế còn Alpha 8 thì sao? Alpha 8 thì các bạn nghĩ là Alpha 9 xin lỗi. Thì các bạn nghĩ là đấy, các bạn thấy không? Cứ những cái game nào mà nó đòi hỏi là cần phải lâu hơn thì cái khoảng cách chúng ta mới nhìn có thể thấy rõ ràng được, chứ game nhẹ thì chả nhìn thấy rõ ràng. Đấy, game nặng hơn thì phần thắng lại thuộc về Mi 10 Pro. Còn cái load map này sao? Con nào thắng đấy? Rất đồng đều. Để nhìn kỹ lại nào. Rất đồng đều, thực sự là như vậy. Nhìn kỹ lại cũng đồng đều này, bạn nhìn này, đấy. 2 này. 1 này. Đấy, các bạn thấy không? Đồng đều đến mức độ thấy như thế cơ mà. Nghĩa là nó chênh lệch nhau gần như là không đáng kể ấy. Chúng ta có thể coi như là bằng hòa ấy. Con nào vào trước đây? Có sự khác biệt nào không? Đấy, con này vào trước nhìn hơn một tí tí. Tí 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 tí. Các bạn hình dung được không? Đấy, Candy Crush Saga. Rồi, và như vậy là qua bài test này thì các bạn có thể thấy đấy là về cái tốc độ load nó nhỉnh hơn một tí tí nhá, thì sẽ là cái con Mi 10 Pro này. Đó, thế còn về đa nhiệm thì sao? Mình nghĩ là chắc là cũng không vấn đề gì lắm đâu.
liệu con Black Shark 3 hôm nay nó có thể hiện đa nhiệm kém như hôm trước hay không? Hôm trước thi với con IQ mà nó thể hiện kém quá. Không biết là hôm nay như thế nào đây. Rồi, 8GB chưa thấy hề hấn gì. Rồi, ok, chưa thấy hề hấn gì cả. Đấy, các bạn thấy không? Black Shark này, tối hóa RAM này, không tốt này. Đấy, các bạn thấy không? Chứ đừng có nghĩ nhá, nhiều ông cứ bảo là speed test làm cái gì đấy, 3 game đã phải lốt lại rồi đấy nhá. Này, đấy, speed test ra để các bạn nhìn thấy đấy. Về tối ưu hóa đa nhiệm là Black Shark là tối ưu hóa không tốt cho đa nhiệm. Ít nhất là thời điểm hiện tại khi mà mình lên video này. Có thể là do UI của nó, có thể là do cái vấn đề gì đó. Đấy, speed test là để chúng ta xem cho vui và để chúng ta lấy ra đó để làm một cái tham chiếu để chúng ta tham khảo nhá. Chứ không phải là chúng ta áp đặt là cái Black Shark 3 này nó đa nhiệm kém rồi nó chơi game kém. Đấy là điều hoàn toàn không có. Đấy, chứ còn chơi game kém hay không thì admin Kha phải có bài test game rất chi tiết cho các bạn. Từ việc nhiệt độ, từ việc khung hình trên dây, từ việc bộ loa, từ việc màn hình, các thứ các thứ. Đấy, thì chúng ta mới biết được. Đó, và các bạn hãy chú ý rằng là giá bán của hai sổ này là rất chênh lệch nhau. Một con là 14 triệu mấy hay 17 triệu mấy gì đấy. Bản Pro là 17 triệu mấy đấy. Còn cái bản mà không có Pro thì là 14 triệu mấy. Trong khi đó thì cái con Black Shark này này, nó chỉ có 10 triệu 9 thôi. Các bạn cảm thấy sao? Giá bán như thế nào? Clickbuy đã có hết rồi nhá. Đó, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Clickbuy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.